Battle Trà Nam khá khắt trong pha vừa rồi, và đây có thể sẽ là pha tấn công xuống khu vực đường dưới đến từ Lee Sin, nhưng Silas cũng đang rất gần khu vực này. Liệu đây có phải là 3-3 hay không? Đây, Lee Sin bị tấn công, trốn bắt thành công đến từ vị trí của Silas. Lee Sin tốc biến đi, tốc biến theo đến từ As, nhưng đã có điểm chiến công dành cho Silas rồi, và As ngay lập tức phải trả mạng ngược trở lại. Pha phải lừa không thành công đến từ Battle, đặt hụ súng khá khó chịu đến từ hai mờ, nhưng ta bị tốc biến dứt điểm đến từ vị trí của Kai'Sa, nhưng Silas tới với pha double kill. Battle vẫn đang cố gắng tính đam nha, bùng cháy trước và sau đó quy flash tốt đến từ vị trí của Battle. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Hoàng Sama, và tiếp tục là những giáo án tiền mùa giải 2023, và để xem là với một con brand ở vị trí hỗ trợ thì Battle sẽ thể hiện ra sao với trận tướng đối đầu là hai bờ đình gờ bên phía bên kia nhé. Trước khi bắt đầu với nội dung chính thì rất mong các bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh YouTube, cũng như nhấn follow cho fanpage của mình đấy. Ok, đầu tiên chúng ta cùng đến với ngọc thái tổ hợp mà Battle lựa chọn ở trong ván này, với thiên thạch bí ẩn, áo choàng mây, tập trung tuyệt đối và thiêu dụi ở nhánh pháp thuật, còn 2 điểm ở nhánh cảm hứng mà anh ta lựa chọn là tốc biến ma thuật và giao học bích quy. Với ngọc tốc biến ma thuật thì chúng ta không còn quá xa lạ với trận tướng Brand ở vai trò hỗ trợ nữa, khi ngoài tốc biến ra thì còn có thêm một kỹ năng để Brand áp sát đối phương với những tình huống dùng vệt lửa và làm choáng bắt choáng một cách bất ngờ, và khiến cho đối phương không kịp trở tay thay quần áo với những tình huống mà anh ta sử dụng vệt lửa, trước đó là cột lửa và cả bùng cháy nữa. Để xem là Battle anh ta có tận dụng, anh có tối ưu hóa được cái điểm ngọc tái tổ hợp này hay không, khi mà trong một ván đấu anh ta sẽ phải đi cùng đường với một con tướng mà nó không quá mạnh ở early game như Kai'Sa. Còn ở bên phía bên kia sẽ là cặp đôi Ash và hai Bringer, một cặp vừa mạnh ở trong khả năng cấu rỉa và vừa mạnh ở khả năng đẩy. Với kèo này thì rõ ràng Kai'Sa và Brand trong tay của Battle sẽ cần phải giữ máu một cách tối ưu ở early game trước khả năng đẩy và cầu máu khó chịu đến từ bộ đôi bên phía bên kia. Nhưng mà khá là tốt ở những cấp độ đầu tiên nha, lên 2 trước đến từ cặp đôi Ash cũng như hai Bringer. Nhưng Kai'Sa vẫn đang farm khá là tốt nha. Nãy giờ tôi chưa thấy Kai'Sa, nhưng Kai'Sa chỉ mất một con lính mà thôi. Trong khi đó con Ash nó chỉ có 10/12. Kai'Sa sẽ là 11/12, farm tốt. Giữ máu ổn. Brand thì sẽ còn cần ít nhất là cấp 3 để có áp lực. Vừa rồi nó farm bùng cháy tốt vào lính để lấy một chút máu của cả Ash cũng như là hai Bringer với điểm ngọc thiêu dụi. Nhưng nhớ là Ash cộng với 2 bờ không máu khó chịu lắm. Chỉ cần dính một cái tán xạ tiễn thôi là chỉ là Kai'Sa và Brand có thể gặp nguy hiểm. Dính gặp chậm rồi, cả hai luôn ạ. Tiếp tục là 2 hit đánh thường, 3 hit đánh thường. Ui, con Ash nó bị bắn. Chính xác là con Kai'Sa bị bắn quá đau bởi Ash rồi. Bật luôn tốc hành làm chậm liên tục đến từ vị trí của Ash. Có thiếu đốt trả ngược trở lại rồi. Tiêu chuẩn kích chúng đến từ vị trí của Kai'Sa. Vero đập luôn cho mình tình huống cột lửa nữa, và khiến cho con Ash mất gần như là trắng cây máu. Battle Trà Nam khá khắt trong pha vừa rồi, và đây có thể sẽ là pha tấn công xuống khu vực đường dưới đến từ Lee Sin, nhưng Silas cũng đang rất gần khu vực này. Liệu đây có phải là 3-3 hay không? Đây, Lee Sin bị tấn công, trốn bắt thành công đến từ vị trí của Silas. Lee Sin tốc biến đi, tốc biến theo đến từ Ash, nhưng đã có điểm chiến công dành cho Silas rồi, và Ash ngay lập tức phải trả mạng ngược trở lại. Pha phải lừa không thành công đến từ Battle, đặt hụ súng khá khó chịu đến từ hai mờ, nhưng ta bị tốc biến dứt điểm đến từ vị trí của Kai'Sa, nhưng Silas tới với pha double kill. Battle vẫn đang cố gắng tính đam nha, bùng cháy trước và sau đó quy flash tốt đến từ vị trí của Battle để có một pha đồng quy vu tận với đối phương. Mạng thứ hai dành cho Battle ở ván này với tình huống xử lý khá là bắc bình với trận tướng Brand. Tốc biến ma thuật thoát thành công, tình huống bắt choáng đến từ vị trí của hai Bringer, nhưng góc này Silas hạ gục thành công Galio rồi. Làm choáng thành công với vệt lửa đến từ Battle, sau đó vui cực trông sát thương ngược vào và điểm hạ gục đã có dành cho Lee Sin. Lee Sin liệu có khoát thoát được hay không? Để anh ta đu mắt xuống phía dưới. Battle vẫn đang cố gắng giữ vị trí để có thể cover cho đồng đội nha. Nào Battle, bắt choáng thành công đến từ Battle, sáu âm vòi cương từ Lee Sin trồng thêm một chút sát thương vào trước khi mà anh ta phải lên bảng điểm số. Nhưng đây là hai bùa dưới chân của hai Bringer dính câu sầm đến từ Battle rồi, và khả năng cao là anh ta đi. Tịch lộc đến từ Yasuo với điểm hạ gục thứ hai đầu tiên dành cho Yasuo ván này. Anh ta dính cho mình cú đấm công lý đến từ Galio và ngay lập tức phải trả mạng ngược trở lại. Battle đang rất tích cực đảo đường em nhé. Mục tiêu ra khu vực đứng giữa liên tục luôn. Vòng lá chắn Duran khiêu khích thành công đến từ Galio rồi. Một tường gió rất khó chịu, Battle không thể bắt choáng được. À đây rồi, tình huống bắt choáng tốt đến từ Battle, nhắm thẳng sát thương vào vị trí của Silas để hạ gục dành cho Lee Sin. Đu mát địa chân dư chấn là đủ đảm với cú drop một kill dành cho Lee Sin ở vị trí đi rừng tới từ team của Battle, và hỗ trợ đồng đội tương đối ổn. Và Battle anh ta vẫn đang rất tích cực ở trong khả năng roaming của mình nha.
lại kêu gọi đồng đội xuống khu vực đứng dưới này. Ăn xong bãi chim sẽ là pha di chuyển xuống dưới đến từ cặp đôi Lee Sin và Brand trong tay của Barrow, đánh hạt hoa sáng sáng trước, phát hiện ra mắt của đối phương rồi. Nhưng vẫn sẽ là pha di chuyển xuống cánh dưới. Kaiza đang gặp nguy hiểm, mất thanh tẩy từ Kaiza và anh ta phải lấy bảo điểm sớm với sát thương thuộc về hai Bringer. As vẫn còn tốc hành nha, thậm chí là As đang muốn tấn công ngược lại cặp đôi bên phía bên kia. Tán sát tiến làm chậm thành công được vị trí của As, nhưng bắt choáng tốt đến từ vị trí của Barrow, khiến cho Ido truy đuổi tạm thời phải ngừng lại. Thông nổ nhưng mà Barrow gặp nguy hiểm rồi. Tốc biến mặt thuật. Rất tự tin đến từ Barrow với pha đánh thông nổ vừa rồi. Nếu như không có tốc biến mặt thuật thì câu chuyện có thể khác. Còn đây sao đây, gồng lá chắn Duran. Từng gió tốt đến từ vị trí của Yasuo nhưng khả năng cao là anh ta vẫn đi thôi. Thêm một hit đánh thương nội tại nữa đến từ Kalio là đủ đam. Trốn bắt thành công đến từ Sylas nhưng đây là một cân bam không thể cân được. Chỉ có cân đường dành cho Sylas mà thôi, và điểm hạ gục dành cho Lee Sin. Mạng thứ tư dành cho Lee Sin ở ván này, Barrow vẫn đang rất tích cực roaming anh em nhé, lên cánh trên luôn rồi này. Trước băng Fallen Rely ở phút thứ 9 dành cho một con Brand ở vị trí hỗ trợ, nó quá xanh đi mà. Lưỡi kiếm tiên phong đến từ Aurelia trong tay của Kyria. Ván này thì Kyria nhường vị trí hỗ trợ dành cho người đánh Barrow, và Barrow tưởng thưởng lại vương mạng dành cho Aurelia trong tay của Kyria ở cánh trên. Tốc biến rất nhanh đến từ Barrow, và đó là tình huống nổ lông cước dứt điểm đến từ Lee Sin. Nào, Barrow di chuyển ra khu vực đứng giữa, gồng tốc biến ma thuật, mục tiêu là Ash nha. Đủ cháy trước, vẹn lửa bắt choáng thành công đến từ Barrow, cột lửa rồi sát thương, và đó là 6 con vùi cước dứt điểm đến từ Lee Sin. Mãn nhãn chưa? Quá mãn nhãn này từ cái tốc biến ma thuật mà Barrow vừa sở hữu, và anh ta hạ cục thành công Ash lần thứ 3 ở ván này rồi. Lốc thành công đến từ Yasuo nhưng lại là mạng dành cho Barrow trước khi anh ta phải lấy bảng điểm số. Barrow đã có 3 xác ở ván này rồi, và đồ tiếp theo của anh ta lên là một cái linh hồn lạc lõng à. Như vậy thì sẽ là một cái động cơ vũ trụ à. Thứ tư Barrow ở món 2 để tăng tối đa khả năng hồi chiêu và tốc độ di chuyển đến từ một con Brand. Món đồ rất chất đến từ Barrow. Đấu chiêu cuối từ Lee Sin. Sylas rồi bắt chó không tốt đến từ Barrow, dính trốn bắt luôn. Sát thương đến từ vị trí của Sylas là khá lớn nhưng anh ta dính dụng dáng thế bị hất tung và bị làm choáng thêm một nhịp nữa với pha vẹt lửa thành công với Barrow rồi. Chứ chưa đủ đam hạ gục ở đây rồi, đã có sát thương đủ đến từ vị trí của Barrow với mạng shutdown nhắm thẳng vào vị trí của Sylas, nhưng Kai'Sa khả năng cao là cũng đấy đi rồi. 4 xác dành cho Barrow ở phút thứ 16. Cột lửa lần này thì không trùng với việc đối phương đã có tầm nhìn trước đó ở trong cái bụi. Kai'Sa 2 món thì dính lại băng kiến đến từ Barrow. Pha dồn sát thương đến từ vị trí của hai Bringer, tốc biến đổ vương nhưng chưa đủ đà đến từ vị trí của Sylas, và tốc biến bỏ chạy đến từ Barrow bắt choáng không tốt đến từ Sylas, và anh ta dính làm choáng ngược trở lại với pha phẹt lửa thành công đến từ Barrow, thêm vào đó là pha bão lửa nữa để cho chắc chắn. Trước khi nằm xuống, Barrow gây khá nhiều sát thương và cũng thành công với ý dừng của đối phương. 1-3 có lợi dành cho bên phía của team 2, và họ vẫn đang tiếp tục truy đuổi hai Bringer. Vẫn là pha đang đổi chắc lợi thế hơn dành cho team của Barrow. Đây là Phalan Baron chăng? Tốc biến lưỡi kiếm tiên phong đến từ chính Aurelia, và Baron thuộc về Lee Sin với tình huống trừng phạt thành công. Cướp Baron đến từ team của Barrow. Barrow vẫn có chiêu cuối dụng luôn bão lửa và sát thương gây ra trông nó kìa. Cứ thế đâm kiếm phi vào thôi, triple kill, quadra kill dành cho Kai'Sa. Bùa lợi Baron dành cho team của Barrow, và trong cái cách mà Barrow anh ta lựa chọn vị trí và gây sát thương với Brandy, nó quá mắc binh đi mà. Một chủ bảo vệ nhà chính đang được tấn công đến từ team của Barrow. IV của Kyria thì đang ở một khoảng cách tương đối là xa, nhưng bên phía kia chưa có Sylas, nhưng chắc là phải bỏ ý định tấn công rồi. Đại băng tiến tung ra người dính là Kalio, Quy Flat rất hay đến từ vị trí của Yasuo, và đó là combo combo đến từ bên phía của team 1, nhưng họ vẫn chưa có quá nhiều điểm hạ gục. Kai'Sa vẫn đang có khoảng trống để gây sát thương, và Aurelia trong tay của Kyria thì đang quẩy liên tục vào trong đội hình của đối phương. Tiếp tục là những mạng hạ gục dành cho Kai'Sa. Mặc dù Barrow phải nằm xuống nhưng vào đó vẫn là chiến thắng giao tranh, và quan trọng là bên phía team 2 họ có thứ mình muốn là một đường lính siêu cấp ở khu vực đứng dưới, và thêm vào đó nữa là một cái chủ bảo vệ nhà chính nữa. Và choáng tốt tầm xa đến từ Barrow, và anh ta kích cho mình động cơ vũ trụ để có thể rút lui. Nào, đó là vùi cước bay vào rồi, đá ngược vị trí của Ash về, và Kai'Sa ngay lập tức hứng và tạm biệt Ash. Barrow thì cứ thế xả sát thương ở vòng ngoài mà thôi.
Kaiser có mạng thứ 14 ở ván này rồi và shutdown thành công được vị trí của Silas tới từ Kalio, cú quét 3 người dành cho team của Barrel. End game thôi. Đến cái giáp thiên thần dậy thì phát thăm mình không chuẩn đến từ Barrel, nhưng dù sao thì vẫn có mạng dành cho Lee Sin. Nhà lính hồi lại và đây có thể sẽ là pha ăn nhà lính xong là kết thúc ván đấu luôn. 12 giây đến từ Ash, khoảng thời gian rất lâu nha. 3 giây đến từ hai Meringer, nhưng mà liệu làm gì đó hay không? Một mình Yasuo chống lại thiên địch, Yasuo bị hất tung, thêm lá chắn Duran nữa rồi sát thương vào mạng dành cho Kai'Sa. Tiếp tục là Kai'Sa free shot góc này, Barrel hoàn toàn zone out Ash ra khỏi chiến trường, tình huống tiêu đốt. Thành tẩy rất nhanh đến từ Kai'Sa với mạng thứ 16 trước khi kết thúc ván đấu. Và chiến thắng dành cho team của Barrel.